Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học bộ nghiễm nha các bạn nhìn nhá, có nét chấm này. Kéo một nét ngang vào đây. Như thế này, ngang dài hơn một tí như này đi. Phải nhẹ xuống phía dưới. Cách thứ hai của bộ nghiễm này nó sẽ có các hình dáng như này. Và các bạn thường gặp ấy ạ. Như này này, bẻ ngang lại để kéo xuống bên dưới này và gọn móc lại. Như vậy trong trường hợp nào chúng ta sử dụng hai cái bộ này, có phải là trong cái phần tư thế đó là trong một tác phẩm mà giống trùng lặp bộ thủ với nhau thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái cách này không? Không phải. Nó sẽ có những cái mẹo như sau các bạn nhé. Đây là được viết theo lối thư pháp này. Đây được viết theo kiểu bản gốc của nó này. Thì viết lối thư pháp này thực ra thì nó cũng đúng một phần thôi. Ví dụ như là chúng ta ghi vị trí đã. Vị trí của bộ này nó sẽ là trên trái nhé. Trên trái gạch ngang nhé. Tại vì nó thuộc về kết cấu tả thượng. Tiếp theo về phần biểu nghĩa của bộ nghiễm này. Nghĩa này nó vẫn liên quan đến mái nhà. Đấy. Về phần cách viết các bạn thấy nó sẽ có hai dạng. Thì dạng thứ nhất là bản gốc thì mình không bàn rồi. Nhưng bản gốc này ấy, thì nó thường là nó sẽ là có một bộ phía bên trong nhé. Bộ bên trong ấy, bộ trong nó sẽ có nét phẩy. Đấy thì mình sẽ phải viết tách nó ra nhé. Trong, tại vì nếu mà viết như này thì bên trong nó rất là rộng. Thì các bạn có thể phẩy nhẹ xuống phía bên dưới như này. Và không sợ bị ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên nếu như mà cái bản như thế này thì các bạn thấy là cái bên trong nó sẽ bị hẹp. Nếu như các bạn phẩy đây như này, các bạn nhìn thấy nó chạm vào nhau ngay, nó cắt vào nhau. Và hai thằng này nó sẽ đi song song với nhau. Và nó sẽ bị thu hẹp lại, nó sẽ xấu. Đấy, cho nên nó sẽ chạm vào, cho nên các bạn không thể kéo nét phẩy. Nếu như mà bộ thủ phía bên trong nó không có nét phẩy thì các bạn mới được sử dụng cách này. Cách hai này nhá. Gọi là cách hai. Thì là bộ trong không có phẩy. Ở đây mình có giảng cho các bạn rất kỹ. Ở cái phần này các bạn chú ý giúp mình nhá. Rồi không có phẩy. Bây giờ chúng ta sẽ thử viết một số các chữ Hán mà không có phẩy xem nào. Và một chữ Hán có phẩy xem nào. Tại vì các bạn biết nối liền vào nó sẽ thu hẹp cái phần góc của nó lại đúng không? Thì các bạn biết phẩy nó sẽ bị chạm vào nhau ngay. Nó cắt qua nhau, nó đá vào nhau. Đấy ngang như này. Dài nhẽ này nhá này. Chụp phẩy xuống này. Tiếp theo chúng ta sẽ viết phía bên trong này. Bộ nhân này. Đấy như thế này thì nó sẽ không bị chạm vào nhau các bạn nhé. Thốn. Nét chấm nhẹ vào phía bên trong như thế này. Rồi tiếp theo mình sẽ viết ví dụ như cái chữ quảng này. Nó không có cái nét phẩy bên trong, các bạn có thể viết nối với nhau như vậy. Tuy nhiên chúng ta phải tới 1 phần 2 nhé. 1 phần 2 bắt đầu mới kéo như vậy nhé. Bên trong là chữ quảng các bạn ạ. Đấy bên trong là chữ quảng các bạn nhé. Chữ quảng phía bên trong. Thế thì không phải chữ quảng mà là đây là chữ hoàng phía bên trong. Đấy một chữ hoàng phía bên trong, còn là phía bên ngoài nó là bộ nghiễm. Đấy chữ hoàng phía bên trong, bên ngoài nó là bộ nghiễm thì đây là nó thành chữ quảng các bạn nhé. Rồi tiếp tục này. Các bạn nhìn nhé. Mình viết lại lần nữa này. Chúng ta sẽ viết tách nó ra này. Đấy thì đây các bạn có thể phẩy thoải mái xuống mà không sợ bị chạm. Bộ thốn. Đấy, cho mình nét chấm nhẹ vào đúng không ạ? Nối được liền với nét với nhau như này. Các bạn đòi hỏi phải bút phải tốt và có lực đàn hồi tốt đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta viết lại cái chữ vừa rồi nha. Để viết cao lên trên một chút này. Đấy, một nét ngang như này này. Ngang dài này. Đấy, phải chấm nhẹ như này. Đấy như vậy. Vậy đây có phải là chữ hoàng không? Đây chữ hoàng. Phía bên trong và phía bên ngoài nó là bộ nghĩa không? Thì tổng thể nó là chữ quảng đúng không? Biết nó sẽ bay lửa này. Tại sao nét ngang này cắt qua nét phẩy phẩy này? Nó cắt qua này nó tạo ra hình thể của chữ đẹp hơn. Đấy, tạo ra cái hình thể chữ và tạo ra cái thần thái của chữ viết trong thư pháp. Như vậy nó viết ra nha, nhìn nó gọn hơn. Thay vì chúng ta đẩy cái nét ngang ấy đẩy sang bên tay phải này, nhìn nó sẽ xấu. Tại vì nó sẽ bị lệch chữ. Đấy, chúng ta nhìn điểm số thẳng này, kéo từ trên xuống dưới này. Đấy, cắt qua này. Điểm số thẳng kết cấu nó là bên trên một nét chấm, bên dưới một nét sổ. Điểm sổ hai thằng này nó bằng nhau, nó thẳng hàng với nhau, cùng nằm trên một đường kẻ dọc này đúng không? Đấy, các bạn về nhà các bạn viết cho mình nhé, hai cách này. Này. Đấy và cách thứ hai này. Đây này. Phải nhẹ xuống đấy nhá. Biết tách nó ra nhá, biết thở nó ra một tí nhá.